Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp gia đình BF được thành lập, chúng tôi nhận được một câu chuyện của bác Nguyễn Mai viết về ý nghĩa của hai chữ BF với một cái câu chuyện tình của người Hoa Kỳ. Qua đó, anh chị em sẽ hiểu tại làm sao chúng ta chọn hai cái chữ BF để đặt tên cho gia đình anh em cánh hữu. Right side, beautiful family. Có một đôi bạn học cùng lớp, một nam và một nữ, rất thân thiết với nhau. Một hôm anh chàng kia nói với người bạn học nữ của mình: "Chúng ta là BF." Cô bạn mới hỏi anh ta: "BF là gì hả bạn?" Anh ta vội trả lời: "B là best, F là friend, BF là best friend, là bạn tốt của nhau đó." Cô bạn nhìn anh ta mà trong lòng thấy thích thú và vui vẻ vô cùng. Thời gian qua đi mỗi ngày một thân thiết, họ gắn bó và hiểu nhau, rồi họ yêu nhau lúc nào không biết. Một hôm anh chàng kia mới nói với người yêu: "Em nè, giờ đây anh đã là BF của em rồi đó nha." Nàng mới hỏi lại: "BF nghĩa là gì vậy anh?" Anh chàng mới trả lời ngay: "BF là boyfriend đó, bạn trai của em đó." Nghe vậy cô nàng cảm thấy hạnh phúc và mong sẽ có một cuộc tình thiệt đẹp và dài lâu với chàng. Sau một thời gian thương yêu, hai người quyết định đến với nhau rồi trở thành vợ chồng. Họ sống với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc với sự chào đời của những đứa con kháu khỉnh và ngoan ngoãn. Thì lúc này anh chồng mới ngồi nhìn vợ con vui vẻ bên nhau rồi lại nói với vợ: "Em ơi, bây giờ anh thật sự là BF rồi." Người vợ quay qua hỏi chồng: "Vậy BF giờ đây là gì hả anh?" "Em ạ, BF bây giờ là baby's father, cha của các con đó." Thời gian hạnh phúc vẫn tiếp tục trôi đi với sự trưởng thành và những cái gặt hái của các con. Ông chồng gật gù mãn nguyện nói với người vợ thương yêu: "Mình nói chúng ta thật sự có một gia đình BF." Và vợ lại hỏi chồng: "Vậy lúc này ý ông là gì? BF là gì hả ông?" Ông chồng nhìn vợ âu yếm rồi trả lời: "Nó là gia đình tuyệt vời đó bà. BF bây giờ đây là beautifully family." Rồi thời gian tiếp tục trôi qua trong niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng. Con cái cũng trưởng thành và chúng nó có mái ấm gia đình riêng. Hai ông bà sau những tháng năm dài làm việc và lo toan cho gia đình, nay tuổi cũng đã lớn, ông bà muốn về hưu khi sức khỏe vẫn còn, sớm hôm bên nhau, săn sóc cho nhau, rồi thỉnh thoảng cũng đi du lịch đó đây để bù cho những ngày vất vả làm việc trước đây. Cuộc sống của ông bà giờ đây cũng nhàn hạ, trách nhiệm với con cái cũng đã xong, cho nên mỗi ngày họ thường dắt tay nhau đi bộ trong công viên để ngắm nhìn bình minh của buổi sáng. Hay đôi khi cũng cùng nhau thả bộ trên bãi biển để ngắm buổi chiều tà của đại dương. Một hôm nọ, ông đang nắm tay bà thả bộ trên bãi biển để nghe tiếng sóng vỗ rì rầm. Ông bóp tay bà thật chặt và thỏ thẻ bên tai: "Bà nói ơi, mình vẫn là BF bên nhau bà nhé." Bà băng qua hỏi lại ông: "Ý ông là gì? BF là gì lúc này vậy?" Ông ngọt ngào trả lời cho bà: "BF bây giờ là be forever, là mãi mãi của nhau nhé bà." Bà tựa đầu vào vai ông như đang tận hưởng sự hạnh phúc đang có. Rồi năm tháng cũng qua đi, ông không còn mạnh khỏe như trước nữa. Sức khỏe đã yếu đi theo thời gian lớn dần của tuổi tác và thường xuyên
bệnh hoạn. Bà là người luôn luôn bên cạnh để chăm sóc cho ông sớm tối. Nhưng sức khỏe của ông lão mỗi ngày mỗi tệ hơn rồi yếu hẳn đi. Ông biết có lẽ sẽ không qua khỏi. Thế rồi một hôm nằm trên giường bệnh trước khi lìa xa bà, ông nắm lấy bàn tay gân guốc rồi thì thào vào tay bà. Bà nói ơi, bà ở lại nghe, tôi bi áp bà nhé. Nước mắt bà ràn rụa, rồi bà cố gắng hỏi ông. Lần này ông nói gì vậy? Ý của ông là... Ông cố gắng trả lời bằng cả sức lực cuối cùng trước khi nhắm mắt. Lúc này tôi muốn nói với bà, vĩnh biệt mãi mãi bà nhé. Bye forever. Nói xong ông từ từ nhắm mắt xuôi tay để đi về miền miên viễn. Bà ôm chặt lấy ông trong vòng tay yêu thương để tiễn biệt ông lần cuối. Chôn cất ông xong, bà lủi thủi một mình trong sự cô đơn mất mát và nỗi nhớ nhung khôn nguôi trong cái cảnh tử biệt sinh ly. Biết bao nhiêu hình ảnh của ông đầy ắp trong căn nhà luôn gợi nhớ cho bà những kỷ niệm êm đềm và những ngày yêu thương hạnh phúc bên ông. Căn nhà trống vắng giờ đây chỉ còn lại mỗi mình bà, rất là vắng lặng. Vài ba bữa bà lại đến ngồi bên mộ phần của ông những buổi chiều thật lâu để tâm sự cùng ông, rồi kể cho ông nghe những chuỗi ngày yêu thương hạnh phúc hôm nào còn bên nhau. Mới đó mà giờ đây thì kẻ ở người đi, chỉ còn lại một mình bà ngồi ngắm hoàng hôn một mình bên mộ ông cho đến chiều tối mới ra về. Có lẽ ông đi rồi thì niềm vui và hạnh phúc không có còn nữa. Cuộc sống cô đơn lẻ loi đã làm cho sức khỏe của bà đi xuống thiệt nhanh. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Sức khỏe của bà cũng yếu dần đi với thời gian chắc chồng theo năm tháng. Hai đứa con vì bận rộn công việc nên phải mướn người đến chăm sóc cho bà rồi thỉnh thoảng đến thăm. Cho đến một ngày nọ, có lẽ đã đến lúc phải rời xa thế gian. Trên giường bệnh, mặc dù với thân thể tiều tụy nhưng tinh thần của bà rất tỉnh táo. Tỉnh táo để nghĩ đến ông và biết rằng bà sắp phải ra đi. Trong giây phút cuối cùng, hai người con đã nắm tay mẹ. Bà nhìn tụi nó thật trìu mến, như muốn nói lời vĩnh biệt. Và đó cũng là ánh mắt nhìn con lần cuối. Thoáng chốc, giây phút ngắn ngủi đó, bà chợt nghĩ đến ông và cố gắng thầm thì nói với ông lời nói sau cùng, mặc dù ông không còn bên cạnh bà nữa. Trước khi bà nhắm mắt để đi về một cõi xa xăm nào đó mà không biết sẽ gặp được lại ông ở thế giới bên kia hay không, nhưng bà vẫn ráng thì thào. Ông nói ơi, tôi muốn mình cũng sẽ BF với ông từ đây. Nghe ông, BF của tôi là Beside Forever, bên nhau mãi mãi đó ông. Dù bất kỳ ông ở đâu, nghe ông. Vừa nói dứt câu thì đôi mắt của bà cũng từ từ khép lại, chấm dứt một cuộc tình dài BF. Thưa quý anh chị và các bạn, hiện đây Nhung Mai cũng nhờ anh chị Trần Quang nhắn với các gia đình anh chị em cánh hữu của chúng ta một cái câu sau đây, đó là chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục là BF của nhau, là best family, là beautiful family, là best fighter, những chiến sĩ chiến đấu giỏi nhất để hỗ trợ cho Tổng thống Donald J. Trump cho trận chiến cuối cùng để cứu lấy đất nước này vào năm 2024, quý vị nhé. Đây là cơ hội cuối cùng và duy nhất để ông Donald J. Trump sẽ mang lại tất cả những gì mà chúng ta đã mất trong 2 năm qua. Bởi vì, thưa quý vị và các bạn, chỉ có ông là người duy nhất mới có cái tài và nhất là cái tâm để làm được điều đó. Cầu nguyện cho hồn thiêng sông núi, cho anh linh các bậc tổ phụ cũng như anh linh của những người con dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ
đã từng ngã xuống hy sinh cho cái nền dân chủ tự do của quốc gia này. Phò hộ cho Tổng thống Donald Trump, một người đã dám hy sinh quyền lợi bản thân, dám hy sinh quyền lợi gia đình để hiến mình cho đất nước. Và cũng cầu mong cho dân chúng Hoa Kỳ, kể cả những thành phần chống đối ông, chỉ vì cảm tính, chỉ vì sự đố kỵ cá nhân, hãy thức tỉnh đi để cùng nhìn về một điểm chung. Đó chính là quyền lợi và danh dự của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ phải luôn luôn được đặt lên trên tất cả, chỉ nhằm một mục đích: Make America Great Again. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.